Đồng Nai là địa phương đang có mật độ dày đặc các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm với vốn đầu tư từ vài nghìn tỷ đến hàng trăm nghìn tỷ đồng như sân bay quốc tế Long Thành, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Bến Lức Long Thành, cầu Nhân Trạch. Cụ thể các dự án đó trông ra sao và tiến độ hiện tại như thế nào? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này để cùng biết nhé. Đầu tiên, phải kể đến siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành, tọa lạc tại huyện Long Thành. Dự án này có diện tích 5.000 hectare, là sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam trong tương lai. Theo tìm hiểu, sân bay Long Thành có khai toán toàn bộ dự án khoảng 336.630 tỷ đồng, tương đương khoảng 16,06 tỷ đô la Mỹ. Trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng, tương đương 5,45 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng một đường băng cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ, đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách trên năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa trên năm. Tháng 1, 2021, dự án sân bay Long Thành chính thức được khởi công. Chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV. Mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác. Về tiến độ thì theo khảo sát vào tháng 3, bên trong công trường, dự án không khí thi công đang rất khẩn trương với nhiều công nhân và phương tiện máy móc đang thi công nhộn nhịp. Đến nay, hai gói thầu lớn nhất tại dự án này gồm gói thầu 5.10 thi công nhà ga hành khách và gói thầu 4.6 thi công đường cất hạ cánh, đường lăn sân đổ máy bay đã lộ diện hình hài. Gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách do nhà thầu là Vinhanh Vitor thực hiện với hợp đồng xây lắp trị giá 35.000 tỷ đồng. Gói thầu này được ví như trái tim của sân bay Long Thành và có vai trò là đường gang tiến độ của toàn bộ dự án. Đến nay, hình dáng của nhà ga hành khách đã dần lộ diện theo như thiết kế. Trên công trường, các cán bộ, kỹ sư và công nhân vẫn khẩn trương làm việc cả ngày lẫn đêm để thi công. Còn gói thầu 4.6, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đổ máy bay có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, là gói thầu lớn thứ hai của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Trên công trường, liên danh các nhà thầu đã huy động hàng trăm nhân sự và trang thiết bị máy móc để phục vụ thi công. Theo dự kiến, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các hạng mục công trình. Theo ACV, việc bàn giao mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Đối với hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 đã nhận bàn giao mặt bằng đạt 99% và tuyến số 2 mặt bằng đã bàn giao 89%. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại vị trí nút giao tuyến số 1 với dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và mặt bằng đoạn từ km 0 cộng 880 đến km 0 cộng 944 cầu Bưng Môn và tình trạng sôi đổ tại tuyến số 2 nên rất khó tổ chức triển khai thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các hạng mục công trình. Để đảm bảo tiến độ thi công, ACV đề nghị tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng và bàn giao các phần mặt bằng còn tồn tại làm cơ sở triển khai thi công các hạng mục công trình đáp ứng tiến độ đề ra của dự án. Bạn thấy tiến độ hiện tại của sân bay Long Thành như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về tiến độ thi công sân bay này nhé. Phần tiếp theo của video là thông tin về dự án hạ tầng có tổng vốn hàng chục nghìn tỷ khác. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là dự án nào nhé. Dự án tiếp theo được nói đến là cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là dự án quan trọng quốc gia do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư. Dự án này đã đình trệ trong 3 năm do vướng mắc các thủ tục vay vốn trước khi được khởi công lại vào tháng 5 2023. Cao tốc Bến Lức Long Thành có tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng. Dự án này dài 57,8 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Long An 2,7 km, thành phố Hồ Chí Minh 26,4 km và Đồng Nai 28,7 km. Mặt đường tuyến cao tốc rộng 24m với 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A, vận tốc tối đa 120 km/h. Về tiến độ thì hàng loạt gói thầu của dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đang bị lụt tiến độ, có gói chậm tới 70%. Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, mặc dù đã tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá tình hình triển khai thi công dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành có 11 gói thầu xây lắp, gồm đoạn 1 phía Tây
gói thầu A1, A4 sử dụng vốn vay ADB. Đoạn 2, gói thầu G1, G3 sử dụng vốn vay Chica. Đoạn 3 phía đông, gói thầu A5, A7 sử dụng vốn vay ADB. Cụ thể, gói thầu A11 sản lượng đạt 15,66%, chậm khoảng 22,57%. Gói thầu A2.24 chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu. Gói thầu G1 sản lượng đạt 77,29%, chậm khoảng 7,77% so với kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng yêu cầu, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu VEC chỉ đạo các nhà thầu tập trung, huy động nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công với các gói thầu đoạn phía đông, đảm bảo yêu cầu thông xe trong quý 3/2024 và hoàn thành toàn bộ đoạn tuyến phía đông trong quý 4/2024. Công trình nghìn tỷ tiếp theo được nhắc đến đó là dự án cầu Phước An. Cây cầu này bắc qua sông Thị Vải, nối huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai với thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cầu Phước An được khởi công từ tháng 6 2023. Dự án có chiều dài 4,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Thị Vải dài hơn 3,5 km, còn lại là đường dẫn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Theo ghi nhận thực tế, vào tháng 3/2024, khu vực đường dẫn phía Bà Rịa Vũng Tàu công tác thi công diễn ra hối hả, sôi động. Các nhân lực máy móc chia làm nhiều mũi, triển khai hàng loạt các hạng mục. Về tiến độ thì một số hạng mục như mố, trụ cầu đã dần thành hình. Trên sông Thị Vải, đơn vị thi công cũng đang xây dựng các trụ tháp của nhịp chính cầu. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 28 tháng 2, 2024, Ban Quản lý Dự án Giao thông Cái Mép Thị Vải, chủ đầu tư dự án cầu Phước An, cho biết đang tổ chức thi công 2/5 gói thầu xây lắp với 3 mũi thi công liên tục. Tiến độ thực hiện đang vượt 2 tháng so với hợp đồng. Tại lễ khởi công cầu Phước An vào tháng 6/2023, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng đây là dự án trọng điểm mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo đuổi và quyết tâm triển khai. Do đó, yêu cầu các nhà thầu phải đồng bộ thi công cầu theo kế hoạch để đưa dự án sớm về đích. Riêng cơ quan chức năng cũng được ông Thọ chỉ đạo phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc dự án, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí khi triển khai dự án. Cầu Phước An là công trình hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt đối với cả khu vực Đông Nam Bộ. Dự án cầu Phước An khi hoàn thành sẽ kết nối đường liên cảng Cái Mép Thị Vải với hệ thống đường cao tốc trong khu vực như Bến Lức Long Thành và thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Từ đó kết nối toàn bộ nhóm cảng biển với khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Tiếp theo là một dự án không thể không nhắc đến, đó là dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch thuộc vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, có chiều dài khoảng 6,3 km qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và 1,92 km qua thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng vốn đầu tư 6.955 tỷ đồng. Trong dự án thành phần 1A cầu Nhân Trạch nối huyện Nhân Trạch với thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh là hạng mục quan trọng nhất. Cầu Nhân Trạch được khởi công từ tháng 9/2022 với chiều dài hơn 2 km, rộng 19,75 m và phần đường dẫn hai đầu cầu dài 560 m. Tổng mức đầu tư của cầu Nhân Trạch là hơn 1,8 ngàn tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Về tiến độ thì theo ghi nhận vào tháng 3, tại đầu cầu Nhân Trạch phía Đồng Nai thuộc địa bàn xã Long Tân, huyện Nhân Trạch, trên công trường, hàng trăm công nhân kỹ sư cùng nhiều phương tiện máy móc đang hối hả thi công. Theo tìm hiểu, cầu Nhân Trạch có 39 trụ và 2 mố cầu. Đến thời điểm hiện tại, một số thân trụ cầu đã hoàn thành. Bên cạnh các thân trụ đã hoàn thành thì vẫn còn một số thân trụ đang thi công phần thô, phải đợi một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành. Được biết, chủ đầu tư dự kiến hợp long cây cầu này vào đầu năm 2025, hoàn thành cầu vào 30 tháng 4, 2025. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu đề nghị các đơn vị thi công tranh thủ mùa khô làm việc 3K4 kiếp để hoàn thành dần các khối lượng công việc trên công trường. Ngoài cầu Nhân Trạch, vành đai 3, có gần 20 cầu vượt sông Rạch khác khi hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình từ Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh và giảm ùn tắc cho các tuyến đường nội đô. Hiện nay, việc kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Nhân Trạch vẫn phụ thuộc phần lớn vào phà cắt lái đang quá tải và mất nhiều thời gian. Do đó, vai trò và sự kỳ vọng của cầu Nhân Trạch và tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh lại càng lớn hơn. Khi hoàn thành, cây cầu này không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông giữa hai địa phương thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai mà còn giúp hoàn thiện hạ tầng liên kết vùng với các tỉnh Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương. Ngoài vai trò về gắn kết giao thông, cầu Nhân Trạch và tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ là đòn bẩy cho thị trường bất động sản khu vực Nhân Trạch và khu đông thành phố Hồ Chí Minh.
bạn đánh giá như thế nào về tiến độ của dự án trên? Và khi các dự án trên hoàn thành thì bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé! Nếu bạn đang quan tâm một dự án hạ tầng lớn nào khác hay một dự án bất động sản bất kỳ, đừng ngần ngại comment vào bên dưới video tên dự án đó. Chúng tôi sẽ khảo sát và thực hiện review dự án đó trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, các bạn đừng quên nhấn like, share và ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những thông tin nổi bật về thị trường bất động sản nhé!